thuốc tê, đứa đầu còn thuốc tê xanh, đứa thứ hai nhá chuyển vô viện nha, sáng chuyển vô bác sĩ chưa kịp thích thuốc tê để xanh thường xanh luôn, là cái ót luôn, ót luôn. Quá khỏi sướng. Thuốc tê khỏi thuốc gì luôn, quá sung sướng rồi còn gì nữa. Sáng nay bác sĩ bảo có thể chiều nay giờ xanh từ nhà chung cư bự xà lọn chạy lăn quăng như con dế, hôm nay bấn loạn mà vợ nó xanh, bắt đầu là lần đầu tiên mà đón đứa con nó khác liền em. Anh nói cuộc đời của cái ngày mà vợ xanh đứa con nó nhớ trong đầu như những người đàn ông. Anh thì xà lõn bận chạy một chiếc xe cà tàng, bà thì chăm ở trong kia, về thì mua thêm cháo với lại một số vật dụng đem lên chuẩn bị đi ra khỏi nhà, cái là bắt đầu là bà nói ê về vòng xanh rồi chuẩn bị xanh, bắt đầu tức tốc chạy lên từ nhà lên nó khoảng chừng 10 phút thôi, chạy chạy tăng 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 tăng, đèn đỏ nó dừng không chạy chạy luôn, con em quát vô mà mặt xanh lè, mặt xanh lè. Bây giờ bứng loạn rồi, vợ vô rồi anh vợ em xanh ở trong kia rồi, anh cho em đi đi làm ơn. Ủa này Kiếm Minh Khang nè, không vợ anh xanh ở trong kia rồi, giờ em bứng loạn quá em không biết gì, em cũng không thấy đèn đỏ đèn xanh nữa, tôi thông cảm cho em, lần sau em sẽ nhớ nhớ đời. Vừa chạy lên trên thì lúc đó là chờ khoảng 15 phút và vợ xanh xong. Cái cảm xúc lần đầu tiên khi mà là bé vừa ra đời á, anh được bồng bé trên tay á, cảm xúc của anh như thế nào? Nhớ hoài cái vòng tay đầu tiên khi mà mình bế đứa con. Thì mình có quỳ xuống, đúng là cái thế mình quỳ xuống mình bế bé. Bà y tá nói trời bố làm gì bố quỳ dữ vậy. Không. Xin chào quý vị khán giả chương trình Ngã Ông Bố Nói Gì. Khoảng thời gian khi mà là vợ anh báo tin là anh ơi, hai vạch rồi, lúc đó cái tâm trạng của anh như thế nào? Rụng rời. Hả? Bấn loạn. Muốn xỉu. Bấn loạn. Muốn xỉu. Bấn loạn. Muốn xỉu. À hú hồn, tự nhiên anh nó rụng. Ủa anh có gì rụng ta? À. Ủa mà tại sao kỳ ta, vợ có bầu mà tại sao rụng rời muốn xỉu là sao anh? Đúng đó báo là chưa ấm cưới. À đâu có gì đâu anh, có gì bình thường anh. Không có gì bình thường đây nè, đang tuổi chơi mà. Tuổi chơi mà chơi chưa đã, chơi chưa xong. Ơi là nhời, trời ơi là nhời. Thật ra anh cũng công việc nhiều rồi cũng thanh niên trai tráng của mình mà, tự nhiên cũng ra bắt quen cô xong rồi tự nhiên anh ơi mình có bầu rồi, em thấy sao? Cảm xúc quá lạ, cảm giác quá lạ. Nói thật sự thì lúc đó anh với chị Hạnh thì cũng đang muốn tiến tới hôn nhân. Dạ. Một ngày đẹp trời đang ngủ buổi sáng thì chị mà bắt gọi điện, anh ơi anh biết tin gì chưa, tin gì? Anh là sinh nhật em nè. Em hai trời ơi, sau khi nói chuyện với chị Hạnh xong, người đầu tiên mình gọi ra là anh hai. Mình nghĩ đến cái câu chuyện là phải ra ngoài Bắc dạm ngõ, ngoài Bắc phải dạ. Trước khi đám hỏi dạ. Phải dạm ngõ dạ, đúng. Để mà hoàn thành sứ mệnh của một người đàn ông. Thực sự bố mẹ thì không có, ở nhà chỉ có một anh hai thôi. Anh hai thì mới nói là khác hẳn với mình, anh hai cực kỳ vui, anh hai mà vui ra mặt. Tại nhà chỉ có mỗi ba anh em thôi. Yeah. Mà anh ba thì ở nước ngoài rồi, không về được, anh ba mới đi du học thôi. Hai anh em không lẽ giờ anh dắt thằng em đi ra ngoài Bắc đi dặm ngõ thì kỳ quá. Mà trong khi mà gia đình ngoài chị Hạnh ngoài kia là nhiều lắm, đông lắm. Trời ơi, nội ngoại đâu cũng rất là đông, cái đám người. Thôi thì thế ra đi ra nhờ chú ruột với lại một người cô cho mang sinh lễ ra cho mượn thôi. Lúc đó thì cái vui của mình lúc đó là chỗ này nữa nè, có ba người thôi. Thì nhưng mà đợt đó bạn bè, đồng nghiệp ai diễn ở ngoài Bắc đều tới đi dặm ngõ. Dặm ngõ là ngày đông nhất, đông hơn đám hỏi, đông hơn đám cưới. Từ từ mà bắt đầu mang thai cho tới khi mà đám cưới, đám hỏi xong rồi về, đem nàng về Sài Gòn ở rồi nhà thuê rồi các kiểu rồi sẽ xảy ra rất là có thể viết thành một câu chuyện luôn còn được nữa. Có được em bé đầu tiên, tới giờ là bé gái đầu tiên.
thường ta hay có câu là gái nữ đầu tiên là cha làm ăn rất là tốt. Mình đã tính điều đó cực kỳ vất vả, sau thời gian vất vả 1 năm 2 năm bắt đầu nó rất là tốt. Tới bây giờ ngày hôm nay khi nhìn lại thì rất là thương, thương cô chị, thương lắm. Đặc biệt một cái nữa là cô chị càng ngày càng lớn lại đổi là giống ba y chang. Có trầm tính với anh không? May mà tính giống mẹ chứ tính giống ba nữa chết. Nhưng mà đổi lại cô chị, cô em thì khi mà dì Hạnh mang bầu cô em thứ hai mới là vui. Thời gian đó là năm 2007, lần đầu tiên anh đi Mỹ. Trời ơi con ra nhanh đi ba đi. Anh con cứ chờ chờ hoài chờ thì tới lúc mà bé sanh ra thì là ngày hôm sau là ba giọt đi Mỹ luôn. Đến đó lại nữa, vợ gọi giật gược, thế bây giờ có về làm thôi nôi cho con không? Giật gược mới quay về, thì tới bây giờ là mỗi lần mà có gì là đó ông tôi đẻ xong cái ông đi suốt luôn tới giờ đó, ông về cũng mỗi lần là gì lấy câu chuyện nói về là mắng chồng. Trong khoảng thời gian mà là chị mang thai á, cả hai bé luôn á, thì là chị có hay ốm ngán hay là có những cái thay đổi gì trong tính hết không? Khi mà thời gian mang thai nó hai giai đoạn, một cái giai đoạn khi mà mang thai mà mình ra ngoài Bắc mình đám cưới vừa trao đổi xong. Lúc đó thì chị Hạnh được bao nhiêu tháng? Được gần 3 tháng thôi. À. Đưa nàng về Sài Gòn, bắt đầu đi kiếm nhà thuê. Thuê được một căn thì là mình phải tự set up bàn ghế trang đổi tất cả mọi thứ hết, không cho vợ đi làm. Ốm ngán là ốm ngán kiểu ngoài Bắc, đánh đá lắm em ơi. Là có nghĩa như chướng á. À, chướng đó. Là chị đòi hỏi nhiều hơn. Thời gian quen, thời gian ấy thì không thấy cái này đâu, lòi ra. Tự nhiên bắt đầu ốm ngán, thích ăn chè trôi nước. Mà chè trôi nước kiểu ngoài Bắc á, dạng viên nhỏ đó. Mà Bình Thạnh quận 3 quận nhất mà lúc đó là khoảng chừng 10 giờ đêm đó em. Dạ. Kiếm đâu ăn. Hồi xong về anh bị sạc một trận. Ông thích ăn, ông chịu ăn, ông này kia. Bây giờ đi kiếm rồi ăn những món đậu phớ giống ngoài Bắc á, giờ anh kiếm đâu ra. Lúc đó mình cũng suy nghĩ thôi, vợ mình mang thai mà, thôi nhịn. Chịu đi. Phải chi thì đó là bây giờ là khỏe không? Lên mạng search một phát rồi mà ra liền. Có bao giờ khi mà là anh cố gắng lắm anh tìm được cái món mà vợ anh thích rồi đem về nhà cái bà không chịu ăn không? Có chứ, nhiều lắm. Chẳng hạn như bình thường đang thích ăn chẳng hạn như hủ tiếu Nhân Quán đi, tới lúc mà mang thai rồi mua đem về cái mùi nó ngửi không được, ngửi là ói. Như vậy là cuối cùng thì cái đó ai hưởng? Anh hưởng. Anh luôn, cái phần cũng sướng luôn. Nhất là đồ ăn của người bà bầu nha, mà bà bầu ăn hết là chồng phải ăn đó. Nhưng đúng mà rồi. Cũng vậy. Dạ, nhưng dạ. Mà là ăn nhớ nha, mai mốt có con cũng vậy nha. Có khi nào mà anh ngán giùm chị không anh? À. Anh chỉ ăn hộ giùm thôi. Có một cái mà mãi mãi mà lúc nào cũng nhớ hoài của hai vợ chồng anh. Anh mua một căn hộ ở chung cư, chuẩn bị nhận bàn giao nhà thì mà thang máy thì chưa có, nó chưa cho vận hành. Thế là nôn nóng để lên mà sửa chữa. Nó vác bụng bầu 7 tháng đi từng 1 cho lên từng 11. Đúng rồi. Lên xong đó xong rồi vác xuống về bắt đầu là chảy máu em. Trời. Đưa vào viện xong rồi bác sĩ nói là dọa sinh non. Nếu mà muốn giữ cho tới đủ tháng đủ ngày á, thì là phải nằm yên một chỗ luôn, không được bước xuống giường luôn. 2 tháng đó là quải rồi đó. Anh quá rồi, anh quải rồi đó. Ngoài việc công việc của anh rồi bao nhiêu việc, đúng là tới thời anh cũng đang làm việc nhiều nữa. Vừa chăm vợ nằm một chỗ, ăn uống rồi mọi thứ. Ôi ôi mẹ vợ xót quá, mẹ vợ Hà Nội bay vô phụ anh tay. Anh biết cái chân anh cũng dài, đâu được dài đâu lắm. Chở đi chợ xong cái thắng gấp, cái mình văng gốc, bị văng gốc ở đặt chợ. Quãng từ đó tới bây giờ không bao giờ là, và cũng không bao giờ anh chạy xe máy nữa. Vậy là chị hy sinh cho anh nhiều lắm luôn đó. Bởi vì ngoài thương bé 100 lần nhưng mà thương vợ 1000 lần. Vậy là cái lúc chị sinh á, có khó khăn không? Hay là trơn tru hết? Được cái cơ địa của chị không cần thuốc tê. Đứa đầu còn thuốc tê xanh, đứa thứ hai nhá, chuyển vô viện nha, sáng chuyển vô, bác sĩ chưa kịp thích thuốc tê để xanh thường xanh luôn. Là cái ót luôn. Ót luôn. Quá khỏi sướng. Thuốc tê, khỏi thuốc gì luôn. Quá sung sướng rồi còn gì nữa. Sáng nay bác sĩ bảo có thể chiều nay giờ xanh, từ nhà chung cư, bự xà lọn. Chạy lăn quăng như con dế, hôm nay bấn loạn mà vợ nó sanh, bắt đầu là lần đầu tiên mà đón đứa con nó khác liền em. Anh nói cuộc đời của cái ngày mà vợ sanh đứa con nó nhớ trong đầu như những người đàn ông. Anh thì xà lõn bận chạy một chiếc xe cà tàng, bà thì chăm ở trong kia, về thì mua thêm cháo với lại một số vật dụng đem lên. Chuẩn bị đi ra khỏi nhà cái là bắt đầu là bà nói ê về vòng xanh rồi, chuẩn bị xanh. Bắt đầu tức tốc chạy lên từ nhà lên, nó khoảng chừng 10 phút thôi. Chạy chạy tăng 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 tăng. Đèn đỏ nó dừng, không chạy chạy luôn. Con em quát vô mà mặt xanh lè, mặt xanh lè. Bây giờ bứng loạn rồi, vợ vô rồi.
anh vợ em sanh ở trong kia rồi, anh cho em đi đi làm ơn. Ủa, này Kiếm Minh Khang nè. Ông vợ anh sanh ở trong kia rồi, giờ em bứng loạn quá, em không biết gì, em cũng không thấy đằng đỏ đằng xanh nữa. Tôi thông cảm cho em, lần sau em sẽ nhớ. Nhớ đời, vừa chạy lên trên thì lúc đó là chờ khoảng 15 phút và vợ sanh xong. Cái cảm xúc lần đầu tiên khi mà là bé vừa ra đời á, anh được bồng bé trên tay á, cảm xúc của anh như thế nào? Nhớ hoài cái vòng tay đầu tiên khi mà mình bế đứa con. Thì mình có quỳ xuống, đúng là cái thế mình quỳ xuống mình bế bé. Bà y tá nói, trời bố làm gì bố quỳ dữ vậy? Không, thương bé mà, thương con mà, lần đầu tiên anh có con. Thực sự là lúc đó không có gì mà diễn tả bằng. Mà nghĩ tới bé, ôm bé hạnh phúc một, nhưng mà nghĩ tới vợ thương vợ một, nghĩ tới vợ thương vợ một. Tụi em cũng đã thấy được là tình cảm của anh dành cho chị cũng như là dành cho bé. Cao thì... cả thiên liền. Nãy giờ thấy anh Khang kể thôi là anh Khang rươm rướm rồi. Cảm xúc bên trên anh Khang với mình dâng trào. Gia đình hai bên đó là có phụ anh để mà chăm sóc chị sau khi mà đi sinh không? Có bà một bên ngoại vào, ông bà vào chăm chứ, nhưng mà mình anh sao chăm. Nhưng mà được cái là các bé bồng bế ăn uống không thì anh đều rất là rành. Pha sữa bằng cái cách pha ban ngày pha khác, ban đêm pha khác nha. Yeah. Tắm có thể tắm được nha. Cho ăn xong thì có những cái tư thế phải bắt buộc như thế. Ví dụ nha, bây giờ ví dụ 2-3 tháng. Dạ, anh chăm hai bé để tụi em có thấy. Vậy bộ nắm em là. Thôi bỏ đi. Ví dụ mình tới mai. Mình pha sữa bằng hai ngón, pha sữa bằng hai ngón. Là sao vậy có nghĩa như là ví dụ như là cái bình sữa đây là mình múc hai ngón. Ví dụ pha sữa con khóc pha sữa lấy hai ngón chân khều khều rồi khều khều giờ pha sữa đó. Trời ơi trời, vậy mà tôi cứ tưởng. Thấy chưa? Ok rồi. Cái chiều đó em sẽ dụ, em thấy cái dụ quá mình chưa kêu vợ em sẽ một ngón thôi, một ngón thôi. Tới lúc đó là em sẽ được hưởng cái pha sữa bằng bàn tay. Sữa bằng bàn tay. Năm ngón. Năm dấu. Nó đùa hay thôi thì chẳng hạn như là mình biết cách mình chơi với con, cho con tập thói quen mà đẩy đi rồi chạy theo đút không, ngồi yên một chỗ. Mình phải có sự nhẫn nhục con bóc hay con gì cũng được. Khi mà 2-3 tháng bế cái cách bế để cho nó ăn, nó không bị trào ngược dạ dày. Ăn xong phải đi bao nhiêu phút, phải bế lên vai vỗ như thế nào. Tắm cũng vậy nữa, tắm tùy theo độ tuổi nữa. Từ từ nhớ, giờ bé lớn mười mấy tuổi rồi, để từ từ anh nhớ rồi coi. Mấy năm mười hơn hả? Trong cái quá trình đó mà là nuôi dạy hai bé thì là anh và chị là luân phiên nhau chăm sóc bé. Bé đầu thì may đỡ là ông bà ngoại đỡ. Bé sau là hai bé sau thì là anh chị nhiều hơn. Có nghĩa là chị lúc đó có kinh nghiệm rồi, anh kinh nghiệm hơn. Đúng rồi, kinh nghiệm hơn rồi. Bé sau thì vẫn rồi, bé nào cũng khỏe hết. Cái quan trọng là gia đình, bố mẹ, mái ấm gia đình. Mình sẽ tạo cái gì, mình sẽ vẽ cái gì lên trên gia đình của mình. Mình sẽ vẽ bắt đầu từ khi con lọt lòng, mình phải vẽ một cái gì đẹp đẽ cho lên tờ giấy trắng, để khi các bé nhìn vào. Tới tuổi bây giờ thì cũng vậy. Vì để có một cái bức tranh hoàn chỉnh thì là những cái bước đầu tiên là những ông bố và bà mẹ là cần thiết là phải chuẩn bị gì anh? Biết điều lẫn nhau. Nhường nhịn qua lại nè. Nhường nhịn thì cũng có một số lúc căng quá sao nhịn nhịn được, giảm bớt cái tôi lại. Vậy thì trong cái lúc mà là anh nuôi dạy hai bé thì anh có cần thiết là phải nghiêm khắc và nóng có. Tính hơn? À, nóng tính thì không, mình dạy cho bé nóng tính. Cực kỳ nghiêm khắc và khó tánh. Ở nhà anh là người đóng vai khó tánh. Khó tánh thì là ở cái mức độ nào anh? Có khá là nhiều gia đình, thậm chí là những ông bố và bà mẹ sẽ cấm con bệnh này, cấm con bệnh kia, thậm chí là cấm tất cả mọi thứ luôn. Bé khi mà mình đi không thể nào mình nói con ba cấm con làm cái này, ba cấm con làm kia, không được. Mình phải phân tích cho bé cái này ba không thích con làm việc này, bởi vì nó xảy ra cái hệ lụy như thế này, giảng giải cho nó cái hậu quả đó. Nếu mà con thích thì con phải chịu trách nhiệm, ba không liên quan. Ví dụ mà con cãi lời ba, con muốn làm ba đồng ý cho con làm, nhưng mà sau đó nó sẽ bị cái này, con tự chịu trách nhiệm. Con cho bé biết được là hậu quả sẽ là như thế nào. Rồi bé có quyết định làm hay không là do bé. Đúng. Là bản thân chúng ta là chỉ có đứng ở phía sau lưng, nên nếu mà bé có lỡ làm thì là đó, ai thấy ba chưa? Cãi rồi, bây giờ con sẽ chịu phạt hay là con gì đó, ba đã cảnh báo con rồi. Thì lần sau chắc chắn bé sẽ không đụng đến. Ví dụ đơn giản là gì? Có bao giờ ví dụ như là anh nghiêm khắc với bé quá rồi xong cái chị thấy là chị sót không? Có những cái mà lúc đó mình chưa lắng nghe cái câu chuyện phía sau. Chẳng hạn như là từ từ anh nhiều lắm mà anh không nhớ. Đại khái là một cái câu chuyện mà anh chưa tìm rõ nguyên đuôi.
mà cái sự việc anh sợ lỡ rồi anh la bé, tại sao con phải như vậy. Lúc đó anh có việc anh bực, anh đi xử lý công việc. Lúc đó vợ sẽ có nhắn tin là không phải như vậy, cái này là do mẹ, do em á. Thì tới bây giờ bé 11, 12 tuổi anh vẫn dạy bằng đòn roi mà. Chẳng hạn như là bé em đi vào học vào trường, chơi đâu rớt mất cái điện thoại iPhone mới, ba mới mua tức thì về ba nóng quá, ba bây giờ thứ nhất cũng không báo ba luôn, về mới bắt đầu là mẹ mới báo. Chắc bé sợ giấu, sợ bé sợ. Không phải rồi, xong rồi hai đứa nằm lên lấy cái chổi vụt vào đít thôi, vào bông thôi. Sau khi tìm hiểu đó là cô chị không báo cho ba là em mất. Lúc đó em mất em cũng không báo cho ba để ba lên trường ba tìm, hoặc là ba gọi cho các thầy cô tôi tìm cũng được vậy, hoặc là định vị cái chiếc điện thoại nó nằm ở đâu mình còn ấy được. Con để im cho tới tối các con ấy. Đây là hai cái roi là ba phạt. Từ nhỏ lớn anh ít khi đánh lắm, từ nào lỗi nặng lắm anh mới đánh vào một cái chổi vào mông thôi. Đánh cho nhớ. Đánh để cho nhớ. Thì tới giờ các bé mình rất hài lòng về hai bé con nhà mình. Từ cái ăn cái mặt, nếu các bạn quan sát gia đình nào mà hay thường xuyên gặp tới vợ chồng của anh á, nhìn về hai bé thì rất là hài lòng. Thì bản thân mình cũng cảm thấy cũng vui, nhưng mà không nghĩ tới điều đó mà mình càng ngày mình càng ý nghĩ. Tại vì hai bé là con gái, mình càng còn phải quan sát và kiểm tra thường xuyên hơn nữa. Thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Em ủng hộ anh Khang ở một cái sự nghiêm khắc nhất định, chứ không phải là tất cả mọi thứ là chúng ta đều cấm con cái của mình. Bây giờ là tới một cái mục mà là đa phần là các ông giấu vợ tôi vô số tội. Từ cái lúc mà là chị mang bầu cho tới khi mà là chị sanh, tới lúc mà là chăm con cái luôn. Cho mình chia sẻ một cái nữa, nếu mà vợ mang bầu, người chồng muốn đứa con mình sau này sanh ra mà phải vui vẻ, phải đẹp, phải đây kia, thì do người chồng. Người chồng phải làm sao cho vợ vui nè. Thì khi mà sanh ra con mình lúc nào cũng tươi tắn, đẹp, rồi khỏe mạnh. Có. Cái này là tôi đồng ý hoàn toàn với anh Khang luôn. Nhớ chứ đừng mà đi nhậu đêm hôm về khuya, hay là chọc vợ điên, vợ cấu, rồi vợ chửi, vợ ấy. Thôi nhịn 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 nhịn. Vì con, vợ gì cũng chiều hết, vợ gì cũng chiều hết. Cái gì cũng phải bên cạnh vợ, an ủi vợ. Nhớ, 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 nhớ. Một sự nhịn là 9 tháng lành đó. Cái đó là thương con đó. 9 tháng lành đó. Cái đó là thương con đó nha. Đúng thiệt đó Tân. Trong cái khoảng thời gian đó là chị nhà có bắt anh làm này, hay là đôi lúc anh có thấy khó chịu hay là những cái thay đổi của vợ mình ngoài không? Ngoài ăn uống ra thì chị đó, còn có rồi. Hơi khó chuyện gì nữa không anh? Anh thấy không có em ơi. Chắc chị nhìn thấy anh vất vả. Vừa lo cho chị, vừa công việc, vừa mưu sinh, vừa kinh tế nữa. Trong khi đó thì anh lại thương thông cảm cho chị, thương cho chị là một mình chị mà thấy anh rồi không bên nội thì không ít người neo đơn, không ai chăm sóc cho chị, để thiệt thòi không có ông bà nội chăm. À, bây giờ là mình chuyển một cái mục này luôn ha, mà em cũng rất là cần thiết để cái sự trung thực từ anh đó ha, là tôi vô số tội. Anh có những cái tật xấu gì? Thí dụ như là ngủ anh có ngái không? Chị có bực anh không? Thí dụ vậy á. À, đơn giản thôi hả? Không, tới em nói thí dụ á. Nhẹ nhẹ nhẹ. Ví dụ nhẹ, nhẹ hay nặng. Thì nó từ từ nhẹ nó mới lên tới nặng á. À. Anh muốn khui cái gì thì em anh nghe cái đó. Anh khui nào thì em móc tiếp chỗ đó rồi. Rồi. Được cái là anh làm việc ở trong phòng thu. Thì khi nào khuya hay là đi uống bia, uống rượu thì có mùi thì anh sẽ không ngủ luôn. Hút thuốc thì giảm bớt, không hút trong nhà. Thì ra lan can hoặc là có thể đi xa, tới giờ thì anh bỏ rồi. Có trẻ con từ từ bỏ bớt đi là vừa. Nhớ là uống bia uống rượu là không được vướng vào phòng. Rồi... Vậy là cái khoảng thời gian mà là anh ngủ ngoài salon chắc cũng nhiều hả? Nhiều. Ngày nha. Nhiều. Khẳng định với mình nhiều quá. Gì nữa, khui đi. Không, cái này là anh phải anh tự giác chứ giờ em không có biết đó. Gì đâu. Anh phải tự khui. Có thể mình đi nhậu... Em vẫn là nhậu à? Rồi đàn con trai sẽ thích là nhiều khi uống vài lốc bia với bạn bè. Xong rồi mệt quá cho anh đi massage tí rồi anh về. Có bao giờ á anh bực một cái chuyện gì đó phía ngoài hoặc là công việc á nó khiến cho anh stress quá rồi về anh học vậy đúng con. Rồi là anh đem những cái khó chịu đó về gia đình mình không? Trước có rất là nhiều. Có những cái mà xong khi mà hàng học thấy khi mà mình quên vô tình. Mình bực quá mà đâu phải đem ngoài, đang ở nhà mà có những cái công việc tới gọi điện thoại bực xong rồi vợ hỏi gì quay qua bực luôn. Bậy. Đó là mình bậy rồi. Bậy rồi. Lướt đi cho lạnh. Trước có đó. Những cái như vợ chồng hay con hay mình hay là vợ mà bực cảm thấy là hơi nổi lửa lên rồi đó. Thôi cầm điện thoại lướt đi.
ai người đó lướt đi chỗ khác đi, hoặc là lái xe đi, hoặc là đi qua nhà khác, hoặc là tránh mặt nhau đi. Khi nào nguội ngày đi, nguội mình nói chuyện sau. Khi mà nói chuyện lại là bảo đảm câu chuyện nó khác liền. Vậy là hồi trước đó là anh là một người rất nóng tính luôn, đúng không? Chắc chắn 100%. Cực kỳ nóng. Tới bây giờ mà làm việc với anh cũng nóng tính mà. Thật sự. Tại vì anh nóng tính cho phép để mà tốt cho công việc, chứ không phải nóng tính để mà để phá vỡ công việc. Ở trên mạng em không biết là những cái câu chuyện nó có thật hay không. Nhưng mà là kiểu như là trong cái khoảng thời gian mà là vợ đang mang thai á, là ông chồng bắt đầu trở chứng. Là kiểu như là, là tôi có cái này, có nhu cầu này, có cái này cái kia kia, rồi sau đó là bản thân người vợ là đã thiệt thòi rồi, bây giờ là thêm thiệt thòi hơn nữa. Thật sự không phải trên mạng gì, rất nhiều sự thật, bạn bè đầy rất là nhiều. Đàn ông mà, sinh lý mà, cơ bản mà, chưa có con thì nhậu hay là la cà này kia mười. Bây giờ có thì hai thôi. Thí dụ mà cảm thấy vợ ngủ rồi hay là gì đó, mình lén à. Lén thì mình có đi vài tiếng hay đi với bạn bè cà phê tí xíu, hay là có đi chợ, là ra chợ quẹo vô một tí gì đó. Sẵn tiện, thấy không? Nghe nghe. Ông cũng lỡ khui ra biến rồi không? Lỡ khui ra biến rồi không? Lỡ khui ra biến rồi không? Anh Khang có muốn nhắn gửi điều gì cho chị cũng như là hai bé hay không? Dạ, xin mời. Nói về tới ông bố Minh Khang thì đa phần là mình không hãnh diện vì gì nhiều. Được cái là thương vợ, thương con. Tại vì bởi vì sao mình nghĩ một cái câu chuyện là mình khó khăn, mình thiếu thốn từ nhỏ. Khi mà mình được có người vợ, người con cái mình, thật sự là tôi cảm thấy là tôi rất là cực. Nếu mà không có vợ con thì cuộc đời này của tôi mất đi. Thương mẹ anh rất là nhiều. Đang đặng đẻ đau nè, chăm lo cho các con mà, chăm lo cho chồng tới giờ có tướng nè, giờ có tướng nè. Ngày xưa có chị có sao tốt quá, có tay chăm á, có 72 kg thôi á, giờ 80 mấy kg đó. Đó, thương vợ cái chỗ là luôn luôn hiểu được chồng muốn gì, nhìn vào mắt chồng mỗi lần sự việc, chị nhìn vào mắt là biết ảnh đang cần gì, ảnh đang muốn gì. Còn mà về các con thì cha mẹ nào mà không thương các con vô bờ bến, thì tôi hy vọng một cái điều là các ông bố bà mẹ khi mà có những cái việc gì mà không vui, có những việc gì mà nảy sinh cãi lửa với nhau, hoặc có những cái mà đi đến những cái quyết định không ai muốn, thì xin ông bố các bà mẹ nhìn vào các đứa con và hãy nghĩ lại, giảm lại cái tôi lại, dành cho các con những cái gì lớn lao nhất, những cái gì chúng nó đáng được hưởng từ cha từ mẹ, vì mình đã sinh ra chúng nó. Đó là những cái gì mình cảm nhận được gia đình của mình.